AI liệu có khiến con người thất nghiệp? Hiện giờ nó chủ yếu là phần mềm giúp các bạn tạo các văn bản hay, viết hay, đã viết văn hay thôi. Nhưng mà các bạn phải gợi ý và hướng dẫn nó cái tư duy logic và các bạn phải kết hợp nó những phần mềm khác. Như vậy thì bây giờ giả sử vài năm nữa đi, mình kết hợp những phần mềm khác hay hơn, những cái hãng startup đang tiến hành và ngay cả những hãng lớn như Google, Microsoft đang tiến hành thì nó có ảnh hưởng tới việc làm như thế nào? À, thì Quynh đức xin chia sẻ quan điểm các bạn là thật sự uh, nó sẽ tạo ra thất nghiệp rất là lớn à, để mà thay thế hoàn toàn con người thì tương đối cũng rất là khó và con người mình đủ thông minh để mà mình sẽ nâng tầm mình lên những cái bước mới mà máy móc nó chưa có làm được như hệ thống dây chuyền những cái gì mà dây chuyền máy làm được thì cứ để máy làm nhưng mà mình thấy cần sẽ người điều khiển cần có những người ở đó túc trực và làm những cái công việc mà máy nó chưa có làm được thì đối với chat gpt cũng vậy cái cái tiềm lực nó rất là lớn nhưng mà đức hoàn toàn hiểu được à, con người mình rất là thông minh và rất là đáp ứng được và sẽ luôn luôn tìm kiếm những cái cơ hội trong những việc làm mà chat CPT họ chưa có đạt được và chưa có làm được tới mức đó những công ăn việc làm mà đòi hỏi những kỹ năng cao những kỹ xảo bằng tay bằng đầu óc thì hoàn toàn là chưa có thể thay thế được một cách dễ dàng trong một tương lai 5 năm 10 năm 20 năm nữa các bạn nha các bạn cứ yên tâm bất cứ một cuộc cách mạng công nghệ nào cũng sẽ tạo ra một cái làn sóng mất việc nhưng Đức nghĩ đó là chỉ tạm thời